hết không? Thì lần đầu tiên ekip tôi đông như thế, mọi người 5 người nha, gồm có hai nhiếp ảnh Long và bạn gái Long, kết make up chung thì đang cầm máy và đi hôm nay đi ra mắt phim Lật Mặt của anh Lý Hải. Thì tôi xin là một chục vé đó, nhưng mà giờ mình mới có 5 vé thôi, cho nên là mỗi đứa ngồi 2 ghế à, kiểu. Thì đi ủng hộ anh Hải nha, và nói chung là chụp ảnh mấy tấm hình đẹp để mình share, và các bạn coi kỹ nội dung nha, biết về còn có cái viết Facebook cảm nhận. Tại vì anh nghe trong kia là Ốc Thanh Vân viết khen hay lắm, mọi người coi nhiều rồi, tại vì ở trong miền Tây là chiếu hôm cho bà con ở đó, cái hôm cái làng ở đó, cái làng chiếu á, free, mấy ngàn người coi rồi, rồi ở trong Sài Gòn, đúng rồi, trong Sài Gòn là chiếu rồi, và hôm nay là chiếu cho mình celeb ở Hà Nội, mình là celeb đó, và ngày mai là, mai bắt đầu chính thức luôn. Thì tụi em đại diện cho team của MC Hồng Phúc chúc cho anh Hải là mọi năm là mấy trăm tỷ, thì năm nay dạ ngàn tỷ đi anh, trên lớn. Fan nha, fan Lật Mặt 6 nha, 1, 2, 3 Lật Mặt 6. Yeah. Tấm vé định mệnh nha, 1, 2, 3 Tấm vé định mệnh. Lát này chúng tôi làm ra, chúng tôi cũng kiếm góc chúng tôi quay tiếp, tại vì nó cũng chủ yếu là đi từ chụp hình tự quay nhau. Ok, thì đi đường bây giờ hơi tắc, nhưng mà không sao, tại vì 6 giờ tới 7 giờ là thảm đỏ mà, 7 rưỡi mới chiếu, thì tụi tôi vẫn còn thời gian song sơn. Hy vọng là năm nay thì 30 tháng 4 mọi người sẽ có một bộ phim hay của anh Lý Hải, Lật Mặt 6. Nghe anh Đảng cũng hay đó, con nhóc mất chồng gì cũng hay, của anh Vũ Ngọc Đảng. Ok, thì chúng ta lại có phim hay coi rồi. Thì bây giờ team tôi là hôm nay là đi tổng kết luôn á mọi người, đi ăn lễ luôn á. Coi như là đi coi phim rồi đi ăn, qua tí nữa review quán công tố nữa. Là team chúng tôi nghỉ lễ, xong sau đó là sau lễ chúng tôi lại làm việc lại nhau. Lát gặp lại mọi người nha, bye bye. Về khu vực sân khấu để chúng ta chuẩn bị cho những khoảnh khắc đầu tiên của sự kiện này, và chúng tôi rất mong tất cả các quý khán giả chúng ta đã có vé để cùng tham dự chương trình. Bây giờ mọi người đang coi TikTok của chúng tôi, chúng tôi đang có MC Mục Đạt, MC Lê Anh, cũng như là thưởng thức của các đẹp trai đẹp gái của VTV, tất biểu diễn những món quà mà em thích thực hiện. Mọi người có ạ, anh em gặp nhau từ 5 giờ sáng phải hả? Ừ, chương trình gì cà phê sáng à? Hai anh chị này vừa gặp nhau cà phê sáng V3 xong, thì hai anh chị lén cà phê tối. Cà phê tối ở tấm vé định mệnh, và năm nay thì chúng tôi mong là anh Lý Hải sẽ được 1.000 tỷ mọi người. Mỗi ba Lật Mặt 6 nha. Thực ra là phải là rất ủng hộ anh Lý Hải, bởi vì anh Lý Hải là mọi người mệnh danh là Mr. Mậu Thân. Anh Lý Hải ơi, năm nay 1.000 tỷ anh ơi, 1.000 tỷ anh ơi. Anh Hải là sinh năm 1968, cực kỳ dai sức và rất là bền bỉ trong công nghệ, tuyệt vời. Lật Mặt 06 nha, 1, 2, 3 Lật Mặt 06. Tấm vé định mệnh nha, 2, 3 Tấm vé định mệnh.
Cherry Bim lật mặt và cùng với đó là sự xuất hiện của nhà sản xuất Minh Hà. Một tràng vỗ tay của tất cả chúng ta được không ạ? VNB một tờ chúng mấy chục tỷ, có kỳ cả trăm tỷ luôn. Nếu như may mắn là nhỏ xíu mà đám giỗ ông nội mày hả? Cái số này chết hết rồi, một tuần mày đi ăn đám giỗ 80 lần. Xem xong cảm giác kiểu phải đi mua vé số ngay lập tức. Thật ra đây là bộ phim mà có thể nói là Phúc bảo đảm là anh Hải sẽ thắng nữa nha. Tại vì là nó có đủ yếu tố, hài có, kịch tính có, hấp dẫn có. Và sao ta, nói chung là một cái bộ phim rất là chỉnh chu á. Chỉnh chu và nó coi hấp dẫn lắm. Tại vì là cái dàn diễn viên là diễn rất là đồng đều. Và cái kịch bản của anh Hải tuy là có thể cái mô típ nó không có mới, nhưng mà cái cách làm nó rất là lôi cuốn. Và nếu ekip tụi Phúc là 5 người là không ai đi toilet, tới kiểu như là ngồi yên trong rạp không dám đi tại vì sợ mất tình cảnh á. Thì có một cái đoạn là anh Dũng anh nhai thủy tinh đúng không, một đoạn hơi kinh khủng mà tự nhiên đèn trong rạp sáng trưng lên hết hồn, nghĩa là nghĩ ý đồ gì cho của kiểu phim á. Thì hy vọng là mọi người sẽ ra rạp bắt đầu từ ngày mai, sẽ ủng hộ cho phim Tấm Vé Định Mệnh Lật Mặt 6 của anh Lý Hải và Minh Hà. Và chúc cho tất cả các diễn viên và tất cả mọi người sẽ có một cái niềm vui, và năm nay thì mọi người sẽ có nhiều cái tác phẩm điện ảnh ra rạp. Một lần nữa chúc mừng anh Hải và Hà nha. Chúc mừng Lật Mặt 6, bán tiền.